Hello mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loài sư rồng. Cũng là một loài sư rồng nhưng mà sư rồng này thì lại khác với cả sư rồng này. Mọi người biết sao không? Mọi người quan sát mọi người có thấy rõ là nó có khác biệt ở đâu không ạ? Đây các bạn ơi. Cái loại sư rồng này là sư rồng Gymnolem. Đó. Cái thân của chúng là cái một loại xương rồng mà kiểu là hình quả bóng và nhiều màu sắc như là màu đỏ, xanh, vàng. Đây. Mình có màu xanh này, mình có màu xanh, màu hồng này và mình có màu đỏ. Và mình có màu đỏ nha các bạn. Đấy. Thì cái xương rồng này là kiểu là có rất là nhiều màu xanh đỏ tím vàng đó, thì trộn lẫn với nhau và không theo một sự cố định nào hết đó. Thì nguồn gốc và đặc điểm của ngay này thì cái xương rồng ghim này á, là thuộc họ họ cũng là xương rồng nhưng mà cái thân mọng nước và có gai đó, có nguồn gốc từ châu Mỹ, nhất là ở vùng đất sa mạc khô cằn này, giống như là một loại xương rồng ghim khác. Ghim lem này cũng có gai mọc ở sát thân như thế này, mọi nhìn rõ không ấy. Và về cái thân của nó tạo bởi các ngọn núi ôm này ấy, nhưng là không có các đường nối và mắt gai vào khe hai núi. Núi có nghĩa là cái phần nhô 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 lên màu xanh này nè mọi người đó, nhìn rõ không? Nhưng điều khiến em hiếm hơn các loại cái ơi nhỉ, điều mà khiến cho cái loại xương rồng ở ghim này hiếm hơn những loại xương rồng khác ấy, đó là cái màu sắc này, thân của chúng như một quả bóng, nhiều màu sắc đỏ tím vàng trộn lẫn và không theo một sự cố định nào cả đó, mà nó rất là đẹp nha. Về cách chăm sóc và tưới cây này thì khi tưới nước ấy, các bạn quan tâm quan sát đất trồng khô hẳn dưới đất nước và lượng nước tưới của nó mỗi lần cũng nên vừa đủ và đủ ngấm ở với tới rễ cây thôi, khoảng 2/3, 2/4 chậu trồng. Đó. Bạn nên để đất khô cằn, khô hẳn, ý là để cho đất đó trồng của mình nó khô hẳn đi ấy, thì mới tưới tiếp ở những lần tiếp theo. Và về ánh sáng và không khí ấy, thì ánh sáng ấy thì cái xương rồng này là một loài cây ưa ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là nắng vừa phải và tránh ánh nắng gay gắt vào mùa hè thì mình có thể mang vào nhà. Đó, hoặc là lâu buổi gì nhỏ 3 ngày á, buổi sáng ấy bạn có thể cho cây tắm nắng 4 đến 5 tiếng một ngày. Đấy. Về nhiệt độ ấy thì ở trong tự nhiên hoang dã thì cây xương rồng và một cây nó mọng nước và có thể tồn tại chịu đựng trong khoảng thời gian là nhiệt độ rất là lớn đó, chừng 10 đến 50 độ C. Tuy nhiên thì nhiệt độ thích hợp để cây phát triển ở vào khoảng 18 15 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao quá thì cây thấp và có thể làm cho cây phát triển là yếu. Đấy. Thì cái cây xương rồng ghim này thì có một cái ý nghĩa trong của cây xương rồng này thì mang cái vẻ đẹp gai góc của mình, đầy đầy gai góc của mình và đầy quyến rũ của cái cây này là mình biết rồi đúng không? Thì xương rồng ghim này là luôn là ưu tiên trong cái sự lựa chọn làm cây cảnh để trang trí sân vườn, phòng ngủ, phòng khách, bàn làm việc, thậm chí là quán cà phê đó. Thì cây xương rồng ghim này đã được chứng minh và có chứa các tác nhân thần kinh này,
và các chất hóa học để có thể gây ra những thay đổi về tâm trạng, nhận thức thông qua các động tác mà chúng ta của chúng lên não. Và việc sở hữu một cây xương rồng ghim sẽ khiến cho tâm trạng của bạn tốt hơn mỗi ngày. Đó. Thì với cái chăm sóc của mình, mình vừa nãy mình cũng đã nói chia sẻ rồi là cái chăm sóc của cây này rất là đơn giản và dễ chăm sóc ở các loại cây khác, vì cái thân của chúng là một loại cây đã rất là dễ thích nghi rồi, chỉ cần lưu ý vài điểm như là tưới nước, ánh sáng, nhiệt độ thôi, và bón phân định kỳ 2 tháng một lần đấy. Với những chia sẻ trên thì cây đời hy vọng là bạn có thể chọn được cho mình một loại cây xương rồng phù hợp với cả không gian và nhu cầu của các bạn nhé. Và chúng tôi sẵn sàng tư vấn vấn đề mà các bạn đang gặp phải, và các bạn có thể liên hệ với mình qua page cây đời này, hoặc là số hotline 0855 299 1987. À đâu, mình đọc lại là 0855 299 198. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn vào video mình giới thiệu cây ở video tiếp theo. Bye bye.